điều mà xi măng giấy bích xanh mình rất yếu ở V-League 2013. Thi đấu này thường đổ thua rất nhiều. Và thua! Không vào! Một tình huống mà sức mạnh của Patio đã chiến thắng được Văn Biển bên phía Hà Nội TNT. Nhưng rất tiếc là tình huống kết thúc thì Patio lại dứt điểm không qua được tay của thủ môn Dương Hồng Sơn. Còn hàng thủ thì phá. Điều đó đã khiến cho họ để mất rất nhiều điểm. Đáng tiếc trong tình thế đã dẫn trước. Rất nguy hiểm! Không vào! Không vào! Một tình huống sóng gió trước khung thành của thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng. Trước đó là một tình huống băng ra không tốt của thủ môn Mạnh Dũng. Và sau đó là tình huống bóng vào rất nhanh, kết thúc bàn đầu của Phạm Thành Lương. Kết thúc bằng cú sút của Gonzalo. Chi môn sút. Giúp nguy hiểm. Cho các cầu thủ xi măng giờ rút sân mình. Người ghi bàn là đội trưởng Trần Mạnh Dũng. Tỷ số. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa bàn thắng mở tỷ số của các cầu thủ chủ nhà. Pha ném biên rất mạnh của cầu thủ người Hàn Quốc Simon Sup và trung vệ Goran là người đã mắc sai lầm khi pha bóng đúng lên chân của Mạnh Dũng và trong cuộc đời nhất tại V-League về thành tích. Tỷ số đã được san bằng 1-1 cho các cầu thủ Hà Nội TNT. Một bàn thắng rất đẹp. Cầu thủ đánh đầu ghi bàn thắng san bằng tỷ số cho Hà Nội TNT là Bùi Văn Hiếu. Và phút 31 của trận đấu, Hà Nội TNT đã có bàn thắng. Tỷ số trên sân 1-1. Bùi Văn Hiếu là cầu thủ bật lên cao nhất và dường như anh cũng đã đánh đầu trong một tư thế tương đối thoải mái. Và đánh quán. Đánh chạm tay. Penalty cho xi măng giờ với sân Ninh Bình. Để họ có thể vươn lên dẫn trước sau khi một kết thúc. Đỗ Văn Thắng. Không vào. Rồi đã bị thủ thành Dương Hồng Sơn. Rõ ràng là một cơ hội rất đáng tiếc của xi măng giờ với sân Bình, nhưng thủ môn Dương Sơn đã làm cho hy vọng của xi măng giờ với Ninh Bình có bàn vươn lên dẫn trước đã không thành. Lê Văn Thắng đá đúng vào vị trí giữa khung thành. Rất nhiều những đường truyền sửa lưng khiến cho tốc độ của những pha tấn công bên phía xi măng giờ với sân Ninh Bình giảm đi. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Và cầu thủ mới vào sân thay người của xi măng giờ với sân Bình ở hiệp 2 đã sút bóng rất hiểm hóc, bóng đi sệt làm tung lưới khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn. Trước đó là pha không chịu bóng của Phan Anh Tuấn và sau đó Phan Tuấn đã nhả bóng ra cực kỳ hợp lý để cho Lê Văn Duyệt kết thúc chìm. Tỷ số đã là 2-2, cũng giống như hiệp 1. Không lâu sau đó thì Hà Nội TNT lại có bàn thắng san bằng tỷ số 2-2. Cầu thủ san bằng tỷ số 2-2 cho Hà Nội TNT là Samson Cao Đi Hoàng Vũ. Cầu thủ các báo số 39 Hoàng Vũ Samson ghi bàn thắng. Xi măng giờ với sai mình 2. Cầu thủ đánh đầu chiến thuật hợp lý để Samson kết thúc qua chân thủ môn Mạnh Dũng. Một cú sút ở cơ ly gần. Không có ai kèm cầu thủ tiền đạo số 39 của Hà Nội TNT.
chiếm ưu thế trong đoạn đá luân lưu rất chính xác và rất căng. Cú sút không thể cản phá của Gonzalo rất căng thẳng. Hay vào trong đoạn đá luân lưu rất chính xác 2-0. Trần Minh Dũng đã thành công khi đánh lừa được thủ môn Dương Hồng Sơn. Điểm tốt nhất bên phía Sơn Hồng Sơn Bình. Bán kết và Mạnh Vũ. Chu Ngọc Anh và Dương Hồng Sơn rất hiểm hợp. Văn Bình và thủ môn Mạnh Vũ cũng rất chính xác, rất tự tin.